Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ ha. Nay lên cho anh em cái lô chữ V nghe nè, nay lên chữ V ha. Rồi thì bên em bán máy ở đây là tất cả máy đó là máy Nhật Bản nghe nè, máy Nhật Bản nguyên zin. Bên em không có bán hàng của Trung Quốc, bên em không có bán những cái mặt hàng mới của Trung Quốc nghe nè, không có bán máy của Thu Dân Việt Nam Sài Gòn mà đăng lên đây bán ha, là hai cái điểm đó. Rồi anh em mà mua máy bên em thì không có cần phải đặt cọc tiền, đến nơi mình được quyền kiểm tra test nổ đó, đúng con máy mình đặt nổ ok xong mới trả tiền cho cái người giao hàng. Thì cái giá trên đây là bên em bao ship tới nhà tới chỗ cho mình nghe anh em, tặng kèm theo là đầy đủ phụ kiện ha, là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ, là đầy đủ 6 món ha. Máy cưa thì tặng cho anh em bao lam, dũa và tiếp tháo mugi. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nói chung anh em mua con máy thì về chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng thôi. Về xăng pha nhớt hai thầy là sử dụng thôi nghe anh em. Anh em nào chưa có nhớt hai thầy thì có thể là mua bên em ha, 100.000 bình, loại 1 lít nha anh em. Nói chung là nhớt này thì cũng là chất lượng ok, em bán từ hồi xưa giờ rồi ha. 1 lít 100.000, 1 lít xăng anh em pha tầm cỡ 40 cho tới 50cc, nhớt hai thầy là ok ha. Rồi bên em cũng có bán cái đầu gom cỏ nha, cái đầu gom cỏ là 100.000 một cái, đó anh em mua thêm thì tính thêm nha anh em, còn đầu bơm nước là 150.000 ha. Ba cái phần đó thì anh em nào mua thêm thì sẽ tính thêm tiền, còn không mua thì ở nhà có rồi thì cái giá trên con máy là về chỉ việc sử dụng thôi nghe anh em. Rồi thì anh em chốt hàng thì nhớ xem kỹ video giùm em ha, ở trên đây có làm sao là giao cho anh em diện anh em đó, ví dụ như anh em muốn thay đổi cái gì hay là như thế nào thì anh em báo trước giùm em ha, để nhiều khi em gửi hàng đi rồi nó đổi tới đổi lui nó khó, nó mất thời gian hai bên nha anh em. Rồi thì hôm nay em lên cho anh em là có là Echo 315 nè, đẹp nè, Kawasaki TG28, cơm 261, Magu 26, bao đẹp luôn, Magu 230. Đeo lưng thì có Mitsubishi tên là 261, Magu 20, Shidewa, Echo 251, Echo Tanaka, Austin. Cưa thì có lên cho anh em con Ghibli G320 nghe anh em. Đó, mã hôm nay là mã chữ V nghe anh em. Với lại đây em có một cái cục máy này bán cho anh em ha. Con này Kawasaki TF24 nghe anh em, nó tầm 32 ly 24cc ha. Con này em làm nổ rồi nghe anh em, nhưng mà gỡ ra lấy đồ đạt hết rồi. Đó, gỡ lấy đồ hết rồi nghe anh em, bán cho anh em về anh em làm đồ lại ha, làm lại thì lên đồ xài hoặc là bán cũng được. Đó. Con này thì nó lợi thế cái được là bố nhỏ nghe anh em. Tâm gời ha, tâm nhỏ đó 260. Đó. Con này thì nói chung thì bao hơi lửa cho anh em, thiếu mugi đồ các kiểu này thì về anh em bỏ vô giùm em ha. Đó em bán như hiện trạng như video. Cục này bán cho anh em 400.000 nha. Bê tông bao đẹp, bao trắng luôn nè. Đó anh em thấy không? Con này thì bên em đã bắt cái cổ phím sẵn rồi nè, giờ anh em chỉ việc lắp cái chế 260 vô ha, gắn cái mugi với cặp 4 đó là xong nha anh em. Cục này bên em bán 400.000, anh em tự trả tiền ship ha. Nói chung là bao hơi bao lửa cho anh em con này. Đó, bao hơi bao lửa cho anh em cục này ha, 400k nha anh em. Đó, 400k về anh em lắp bộ chế mugi vô là sử dụng thôi. Đó. Rồi, em qua con V1, con máy cưa nha anh em. Con này thì dòng máy cưa cho anh em mình về xài gia đình rất là ngon nha, hàng Nhật Bản nha anh em. Con này thì giá 2 triệu, Ghibli G320, nồng 38 ly, 32cc nha anh em. Con này đẹp lắm nè, ốc là còn vàng nữa không, zin nguyên bản hết nha anh em, còn rất là vàng, rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì 36 ly nha anh em, 32cc, cân nặng 5,3 kg. Lam này thì lam 35 thôi, 35-37 thôi nha anh em, phần cắt tầm cỡ 30 thì đi cái đường kính thì nó là gọi là 60 rồi, nó cũng rất là ngon ha. Con này thì xích hơi mòn rồi nè, em sẽ đổi xích cho anh em ha, xích này nó hơi mòn rồi, đổi xích khác cho anh em. Đó, rồi cái bình này là bình châm xăng pha nhớt anh em sử dụng ha, bình bên đây, còn bình bên đây là bình nhớt thải, nhớt bôi trơn làm xích ha. Cái dòng này thì bơm nhớt hơi nha, bơm nhớt hơi chạy bơm nhớt ga dữ lắm. Đó, rồi giá 2 triệu anh em, 2 triệu cho con V1 đó, hàng bãi hàng Nhật nha anh em.
quá giờ, công tắc xuống là tắt, lên là chạy ha. Cái le thì anh em bật ngang là đóng le, rồi xong mình bóp ga nha anh em, bóp ga gài cái ga lại ha, đang chơi cái ga lớn á, rồi cho nó mau xăng mau lên mau nổ nha, tại vì giờ này không có bơm xăng phụ nha anh em, nổ xong thì gạt lại như vậy là xài luôn ha. Rồi hôm qua con V2, con V2 cái dòng máy là dòng Austin FS 23 nha anh em, lòng 32 ly 23cc, dòng Austin này thì siêu chuẩn nha anh em, rất là chuẩn nha, chạy cực kỳ bốc, khỏe mạnh nha anh em, bốc mạnh khỏe bền lợi xăng ha. Con này lên chế hai kim mới nha anh em, lắp có dập da băng nè đó, còn đắt nhật luôn á, vệ sinh chưa có sạch lắm nha anh em, nói chung bên em chỉ vệ sinh xương qua thôi. Thùng xăng lớn thay mới nha anh em, gin còn như là gin ha, dòng này anh em về xài gia đình cắt cỏ cho bò ăn hoặc là những cái thời tiết nắng nóng như gì nè, anh em bơm nước ha, bơm nước hoặc là bơm tưới cây tưới gãy đâu này kia đều ok nha. Con này thì xài cái đầu bơm, mua thêm đầu bơm 150.000 nữa là bơm cực kỳ khỏe nha anh em. Ống dây của nó là ống dây 27 ha, anh em bơm tầm 20-30m là ok nha, bình thường hết, triệu hai thôi nha anh em, giá là siêu rẻ cho anh em luôn ha. Con này thì thường nó tới 1.500-1.600 ha, nhưng mà cái vỏ của này nó không được đẹp, bởi vì em bán cho anh em 1.200 thôi. Ở tâm liền công tắc ha, hai ta lái nè, càng đầu bò nguyên zin nha anh em. Rồi V2 1.200 anh em, tiếp theo qua con V3 ha. Thì con V3 này là con Tanaka anh em, con này Tanaka 24 ha. Nòng của nó là 33 ly, 24cc. Con này thì giá là 1.300.000 thôi ha, giá 1.300.000 thôi. Nói chung thiết kế hầm hố lắm nha anh em. Hầm hố nhìn đẹp, dòng máy đề cao chạy rất là lợi xăng. Bồ có giảm thanh anh em thấy không? Nói chung con này nguyên zin hết. Chế qua gò một kim anh em, cái vú bơm xăng thì nằm bên hông ha. Còn cái le anh em kéo xuống là đóng le, giật nổ xong rồi mở lên chạy nha anh em. Nó hơi ngược hơn ta nha, người ta thường thường kéo lên là đóng. Còn con này là kéo lên là mở nha, kéo xuống là đóng nha anh em. Ổ giật trợ lực ha, mua ghi đứng giá 1.300.000 thôi, cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Máy thì còn rất là mới, rất là đẹp nha anh em. Đó, hai ta lái nè, ga. Đó. Đây 24 anh em thấy không? Rồi, nguyên zin nha anh em, V3 nha. 1.300.000 thôi. V3 33 ly 1.300.000. Rồi V4 anh em. V4 con này là con Kyrgyz Echo ha. Con này là 221, nòng 32 ly, 23cc. Con này thì giá 1.200.000 thôi nha anh em. Giá thì nói chung rất là rẻ cho anh em luôn. Dòng máy đề cao á, dòng này anh em chạy máy nó đầm mà, chạy siêu bền nha anh em. Mấy dòng này vậy phải gọi là siêu bền. Con này thì cái vỏ nó cũng như là nó cái màu nó bị tái màu đi. Rồi bên em bán cái giá rẻ luôn ha. Chứ máy là bao cho anh em là zin nguyên bản hết đó. Giá thì cứ 1.200.000 thôi thì giá là bao rẻ rồi. Ổ giật trợ lực nè ha, chạy bộ chế quam gồm một kim nè, rất là lợi xăng nha anh em. Dễ nổ và lợi xăng ha. Le để ăn sao kéo xuống là đóng, kéo lên là mở ha. Nòng thì cũng còn sáng nè, mà cái vỏ ở ngoài nó không có được đẹp thì bán giá rẻ cho anh em mình về sử dụng gia đình ha. Mấy con này thì sử dụng bao ngon rồi đó, em lưu hành toàn cầu luôn nè. Đó, hai ta lái nha nè, ga chết ha, công tắc xuống là tắt, lên là chạy, càng trắng cỏ đầu bò nguyên zin nha nè. V4 nha, 1.200.000. Rồi V5 nha anh em. V5 con này là con Kyrgyz Echo ha. Con này thì 2501 nha anh em, 32 ly, 25cc. Dòng này là thuộc dòng máy châu bò nha anh em. Dòng máy châu bò ha, thuộc cái dòng máy nồi đồng có đá nha. Con này anh em về phát cước ha, đập cỏ cứng đồ này kia đó ha, phát cỏ cứng đồ này kia rồi là bao mạnh cho anh em nha. Giá thì chỉ có 1.500.000 thôi, giá cực kỳ khỏe ha. Đó, gọi là siêu châu bò anh em. Ở dòng máy 251, 253 là cái dòng máy siêu cho bò, chạy siêu khỏe nha. Những con máy mà 26cc là chạy là chết với nó liền nha anh em, chạy không bằng ha. Con này thì thùng xăng lớn bởi thay mới nha anh em, chế thì lên chế hai kim cho anh em dễ xài ha. Còn bao nhiêu lại là nguyên zin, rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn. Đây 2501D nè, mặt in da băng nè, số xe ghi ha. Ở tâm gời, tâm nhôm, tâm quê chô anh em, công tắc đây ha, để mèo nó gắn cho anh em đầy đủ ha. Ta lái này xét công rồi, nó thay cho anh em bộ ta lái mới.
càng đầu bò nguyên zin nha anh em, V5 nha, 1,5 triệu nha anh em, dòng này chạy siêu khỏe nha. Dên dài, nòng dài, búa dên bự, mâm lửa lớn, bây giờ nó chạy khỏe lắm nha anh em. Rồi tiếp theo qua con V6 ha, V6 này là con CDWA 220, 32 ly, 23cc, con này giá 1,4 triệu nha anh em, con này cũng còn rất là đẹp, rất là mới nè. Đó, đồng CDWA nữa không, chạy chế một kim ha, con này rất là đẹp nha anh em, đẹp toàn diện luôn. Đó, chạy chế quầm gồm một kim, zin nguyên bản ha, anh em Bình Thuận xài gia đình lấy này dễ xài nha. Dòng xin đi qua thì nổi tiếng Bình Thuận rồi, mà con này phải gọi là bao đẹp cho anh em nha. Đó, 220, bao đẹp mới lắm nha anh em. Đó, giá chỉ có 1,4 triệu thôi, bao rẻ cho anh em luôn ha. Dòng mu ghi đứng nè, đệm eo nè, anh em nhìn cái đệm eo này không là anh em đủ hiểu nó mới cái nào ha. Hai ta lái nè, cần tem mạc là còn ok luôn nha anh em, đầu bò nguyên zin nha. Mấy dòng xin đi qua này chạy giòn mạnh lắm nha anh em. Rồi tiếp theo qua con V7 ha, V7 là dòng máy Magu nha. Đó, dòng máy Magu là dòng máy đầy cao nha anh em, máy mình rất là bền nha, bền. Rồi dễ nổ, lợi xăng ổn định cao ha. Hư sau này là đồ đạc là dễ làm, dễ thay thế, dễ sửa chữa lắm nha anh em. Con này là Magu 20 ha, nòng 30 ly 20cc, dòng máy đầy cao nha anh em. Dòng máy đầy cao là cái Mugi nó nằm ở ở phía bên hông nè, chạy rất là lực nha. Con này thì giá 1,4 triệu nha anh em, giá nguyên zin, nguyên bản hết. Đó, chạy chế một kim. Anh em nào mới xài máy lấy Magu và xài chạy là bao chuẩn cho anh em nha. Tâm liền nha anh em, tâm liền, công tắc trên áo nè. Máy liền lạc đẹp ha. Rồi, ga bóp hại cho anh em nha, ga bóp hại nha anh em. Đó, ga bóp hại luôn xịn sò ha. Thiếu một bên em gắn một bên đầy đủ lại cho anh em hết. Cần đầu bò nguyên zin nha anh em, V7 nha, 1,4 triệu. Rất là giòn nha anh em. Rồi qua con V8 ha. Con V8 con này là con Balo Mitsubishi đây là 261, nòng 33 ly, 26cc nha anh em, nòng tổng số 26 nha. Đó, con này để dính dơ dính bụi nha anh em, để dính dơ dính bụi. Rồi con này giá rẻ, giá tốt cho anh em, cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt luôn. 2,1 triệu nha anh em, 2,1 triệu là anh em không thường, 2,1 triệu là anh em mua được cái đầu thôi, thật sự luôn. Đó, mua được cái đầu máy thôi nghe nè. Con này thì nó được cái là như thế nào, con này được một cái là đời này là đời ổ diệt trợ lực và chế hệ quam gồ 2 kim le đỏ nghe nè, chế hệ quam gồ 2 kim le đỏ ha. Máy móc đồ là bao gin cho anh em nguyên bản hết nha. Đó, bao gin cho anh em nguyên bản hết. Đó, lóc của dập mắt in da băng nè. Gin toàn bộ hết nha anh em. Đó, tên là 261, 33 ly ha, 26cc. Đó, đây. Nói chung con này thì cái vỏ nó không có được đẹp lắm nha nè. Nói chung là để lâu nó dính bụi rồi. Chứ đồ zin hết, nếu như con này vệ sinh kỹ rất là đẹp nè, tại vì nó đóng bụi thôi. Đó, rồi đeo lưng cần mềm ha, ta lái một tay cần đầu bò bao zin nha. Con này thì 2,1 triệu cho anh em, 2,1 triệu ha. Còn anh em nào mua đầu thì em trừ lại cho anh em 200.000, chỉ còn cái đầu máy ha, gỡ khung bỏ lại hết cho anh em. Đó, còn cái đầu máy là 1,9 triệu nha, bao ship. Anh em muốn mua sau em cũng bán hết. Rồi V8 anh em 2,1 triệu ha. Tiếp theo V9 và V10 là dòng máy Magu nha. Con Magu thì nãy em giới thiệu rồi đó, dòng máy đời cao nha anh em. Con này là Magu 230 nè, 32 ly 23cc, rất là đẹp nha. Con này bao đẹp, bao mới cho anh em luôn nha anh em. Ổ diệt trợ lực ha, chạy chế quam gồm một kim, zin nguyên bản hết, nòng trắng tư, ốc trắng sáng nha anh em. Giá 1,6 triệu á, con này về xài không biết chừng nào mà hư luôn nè. Ốc là còn vàng luôn anh em thấy không? Chạy chế quam gồ nè. Tâm liền công tắc cho anh em, 23cc, nòng 32 ly,
dòng máy đề cao sắt lớn chạy giòn lắm nha. Hai ta lái nè, cần đầu bò, cái đầu bò thiếu nè, nên em gáp đầu bò ghim vô cho anh em nghiêm chỉnh đầy đủ ha. Ở V9 chịu 6 thôi. V9 1.6 nha anh em. Em qua V10 ha. V10 con này lớn hơn nha anh em. Magu 26 nha. 34 ly 26cc. Con này thật sự cái bển rất là ít xài nha anh em. Tại vì con này nó đẹp toàn diện, nó đẹp nguyên con luôn. Nhưng mà nó chỉ có một điểm lỗi là cái hàng nó về nó nhiều quá, nó đè lên chỗ này nè ha. Đó, nó đè chỗ này, áo nó hơi bở chỗ này xíu. Em bán 1.8 nhưng thôi con này làm từ 2.2 triệu nè nha anh em. Tại vì con này nó mới, nó vip lắm nha anh em. Nè, chế nè. Trắng tinh nè, lóc dọc da băng nè, đẹp từng chi tiết con này nha anh em. Bình xăng lớn đâu là zin nè, ốc là còn trắng hết nha, áo cũng đẹp lắm nhưng mà nó cắn chỗ này thôi. Đó, đẹp toàn diện con này nha anh em, rất là mới nha, ốc nè. Đó, con này ga bóp hại nằm ở dưới ống nha anh em, ga bóp hại nằm ở dưới ống cần nha, thích thì đẩy, không thích thì nếu như mà lên tay lái thì em gỡ này ra nha. Nè, anh em nhìn nè, rất là đẹp nha anh em, đó thấy không, siêu đẹp con này nha, đồ bò trắng tinh luôn. Rồi V10 nha anh em, 1.8 thôi, giá bao mềm luôn. Rồi V10 1.8 nha anh em. Tiếp theo qua con V11 là con siêu phẩm nha. Siêu phẩm Isaki 261. Con này là thuộc dòng máy Genoa Komatsu 261 nha anh em, 34 ly nha, 26cc ha. Dòng Komatsu này thì khỏi phải cần nói nhiều ha, hàng là hàng nhái rất là nhiều, hàng nhái, hàng Trung Quốc mới rồi đó. Đó, những cái mặt hàng mà gọi là Trung Quốc mới, rồi những cái hàng mà ta nói là hàng đặt công ty chính hãng, ba cái đồ hàng Việt Nam không nghe nè, chứ không được hàng Trung Quốc nữa ha. Nhưng mà anh em nghĩ đi, cái giá nó cũng giá là cỡ này rồi, nhưng mà hàng này là hàng Nhật, em bao luôn là chạy là ví dụ như cái con máy Trung Quốc chạy hư ba con với con này là chưa hư nha, tại vì cái đồ nhái là cái đồ kém chất lượng từ hồi xưa tới giờ rồi ha. Đó, con này thì giá 2.2 triệu thôi, giá mềm mại cho anh em về xài, chạy là bao mạnh, bao mạnh, bao khỏe, bao bốc, bao bền như nè. Mạnh, khỏe, bốc, bền, tiết kiệm xăng và hư là phụ tùng đây. Đó, con này thì giá 2.2 triệu nha anh em, máy là nguyên zin ha. Ổ dịch trợ lực nè, bình xăng lớn nguyên zin nè. Đó, chế là bao đẹp luôn, nồng trắng luôn. Áo thì nó hơi bị tái tái màu xíu nha anh em. Nói chung là nguyên zin hết, không ăn thua nha. Tum nhôm nè, thấy không? Đóng hơi đóng bụi, 2.2 triệu nha anh em. Dòng này thì chạy bao khỏe, không có gì để bàn cãi hết. Ở hai tay lái ha, ga công tắc xuống là tắt nha, lên là chạy nè, càng đầu bò trắng cỏ nguyên zin nha nè. V11 nha, 2.2 triệu nha nè, chạy bao khỏe cho nó. Dòng này thì về anh em mình phát cỏ cứng hay là đập cước rồi này kia rồi là bao mạnh bao khỏe cho anh em nha. Ở dòng này hơi miền Tây xài nhiều lắm, miền Bắc thì chỉ em thấy là hay xài mấy con hu 226 nhái. Nói chung con này cái vỏ nó hơi khác anh em, mà còn như là đồ nó gian ở trong hết. Ở ngoài xài hu 226 hàng thùng, hàng mới rất là nhiều, nhưng mà hàng thủy điển giá nó chát, nó đâu 3 triệu mấy hay là 4 triệu mấy thì em cũng không có chiên, ba hệ mới em không gành vậy nè. Đó, nhưng mà con này tính ra thì nó bao ngon cho anh em luôn. Rồi V12 Isaki nữa là CG30 nha anh em. Nó là thuộc cái dòng máy của thằng Kawasaki TG28 nha. 28cc ha, nồng nó 34 ly nhưng mà đến 28cc anh em. Lý do là mâm lửa với lại gen bự, nọc dài, chạy mạnh lắm nha. Con này 2.3 triệu anh em, đặc biệt cần tâm lớn nha. Đó, con này là chạy chế hệ quam gồ 2 kim nè. Đó, nồng trắng là zin nguyên bản cho anh em hết nha. Dòng này thì về anh em tập cước chặt cổ cứng rồi thoải mái bao like anh em. Con này bao đẹp, bao mới, bao vip cho anh em luôn nha. Đây Kawasaki TG28. Đây tùm lớn, bố lớn nha nè. Đó tùm lớn, bố lớn ha. 330, 430 đồ xài chung nha. Đó GX 35 tay là 33 này kia đó. Điểm eo không có, em gắn đầy đủ nè. Hai tay lái ha. Đó trắng cỏ đầu bò mới tinh, nguyên zin cho anh em. V12 ha, 2.3 triệu.
V12 anh em 2.3 ha. Tiếp theo em qua con V13, con này là phải gọi là siêu phẩm luôn. Ở siêu phẩm Kiwis Echo 315, đồng 36 ly, 31cc, nó chạy là ngang ngửa như tay là 33 nha anh em. Ở con này thì giá chỉ có là 2.5 triệu thôi nha anh em, giá chỉ có 2.5 triệu thôi là anh em sở hữu cũng mới lớn rồi ha. Con này máy nguyên zin, đặc biệt con này là máy nó còn rất là đẹp và ổ giật của nó là ổ giật trợ lực lớn nha anh em, 36 ly mà chỉ cần hai ngón tay giật là nổ thôi. Zin nguyên bản cho anh em hết nha. Nó chỉ có bình xăng để lâu nó hơi vàng xíu chứ con này mới can nha anh em. Con này mới can. Rất là đẹp nha, siêu đẹp cho anh em luôn á. Zin nguyên bản toàn bộ hết nè, 315 nè. Tùm nhôm nè ha. Quá đẹp, quá mới nè, siêu đẹp. 2.5 triệu thôi nha anh em, 2.5 triệu ha. Echo 315, rồi điểm eo không có, anh em vô đầy đủ ha, hai tay lái nè, công tắc xuống và tắt lên là chạy ha. Chán cỏ đầu bò nguyên zin nha anh em. V13 nha. 2.5 triệu anh em, Echo 315. Rất là dễ nổ nha anh em, cực kỳ là dễ nổ nha. Đó, anh em nào mà xài Echo 260 muốn nâng cấp lên thì lấy con này ha. Nó là Echo 260 là kêu con này là bằng siêu phụ. Đó, nó là vậy nha. Rồi anh em chốt máy liên hệ và số điện thoại giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau.